Xin chào cả nhà, Nguyễn Dương rất vui khi lần đầu tiên đồng hành với bản tin Central kỳ số 28. Kính thưa cả nhà, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ban lãnh đạo yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên Central nghiêm túc tuân thủ các quy định của nhà nước để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh chúng ta. Kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới hơn, tất cả các cá nhân sau phải khai báo y tế trước khi vào dự án hoặc văn phòng Central. Khai báo đến trưởng ban an toàn dự án và quản lý cấp trực tiếp của mình khi phát hiện bất kỳ trường hợp sốt hoặc nghi nhiễm nào trong công trường, văn phòng và tại cổng. Tự cách ly tại nhà và thông báo đến trưởng ban an toàn dự án và quản lý cấp trực tiếp của mình khi cảm thấy sức khỏe không tốt, sốt và có các triệu chứng nhiễm Covid-19. Phòng ngừa nhiễm Covid-19 cho chính bản thân mình và đồng nghiệp xung quanh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay và chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Green Day, chương trình được Ban An toàn khởi động vào cuối năm 2018 đến nay đã được tất cả các ban chỉ huy duy trì thực hiện. Sau mỗi giờ làm, từng công trường dường như không ai bảo ai, anh em ban chỉ huy cùng đội ngũ công nhân thực hiện tốt công tác này, cùng nhau làm cho nơi làm việc của mình và khu vực xung quanh trở nên xanh sạch đẹp hơn. Trong tháng 3, Central tổ chức chương trình đào tạo quản lý dự án chuyên nghiệp, viết tắt là BMV. Tham gia khóa đào tạo này có 30 học viên từ cấp giám đốc khối, giám đốc dự án, trưởng phòng, phó phòng ban, chỉ huy trưởng các dự án. Chương trình đào tạo BMV được triển khai trong vòng 4 ngày và 1 ngày dành riêng cho việc thẩm định đánh giá dự án. Buổi học đầu tiên có sự góp mặt của nhân sự chủ chốt Central, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo trong việc trau dồi thêm kiến thức trong việc quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp mỗi cán bộ quản lý Central nâng cao được năng lực quản lý dự án của mình. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020, tại dự án trường đại học Phenica Hà Đông, Hà Nội, Central cùng liên danh nhà thầu Vicon đã tổ chức lễ cúng khởi công xây dựng hai hạng mục, nhà điều hành và nghiên cứu và thư viện trung tâm. Tại dự án này, Central với vai trò tổng thầu thi công thư viện trung tâm với quy mô 1 tầng hầm và 30 tầng cao, thời gian dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư là tháng 6 năm 2021. Vui chơi kết hợp với đào tạo hiện nay đang là một xu hướng được rất nhiều doanh nghiệp thực hiện và hình thức này mang lại nhiều điều thú vị, sự mới mẻ lẫn tính hiệu quả. Hướng tới chào mừng ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, bên cạnh việc tổ chức cho chị em vui chơi tại khu du lịch Văn Thánh, Central còn dành tặng riêng cho các chị em trong ngày này một buổi học với chủ đề sức mạnh trang phục đến từ diễn giả chuyên gia đào tạo Huỳnh Cao Yến Phương, Trung tâm Đào tạo Quản lý SAM. Tuy buổi học chỉ diễn ra trong vòng 3 giờ nhưng thực sự mang đến cho chị em Central nhiều điều thú vị và hấp dẫn bởi tính thiết thực và tính ứng dụng. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc gửi đến chị em những đóa hoa và những phần quà, cùng với lời chúc sức khỏe, mến chúc những đóa hồng Central mãi xinh tươi và luôn có thật nhiều năng lượng, mãi là hồng phương vững chắc cùng anh em. Tháng 3 về trong niềm hân hoan của tất cả mọi người và là tháng của nhiều sự kiện. Và trong tháng 3 này, nhiều cán bộ nhân viên Central có sinh nhật chung với nhau. Mời cả nhà cùng nhìn lại những khoảnh khắc sinh nhật trong tháng 3 này nhé! Để tất cả các cán bộ nhân viên Central đều làm việc trong môi trường an toàn và đảm bảo sức khỏe, do đó, để đảm bảo được tất cả các nhân viên đều nắm được những kiến thức cơ bản vệ sinh an toàn lao động để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp xung quanh, đồng thời nâng cao ý thức an toàn trong những công việc hàng ngày. Trong tháng 3, Ban An toàn đã xuất bản và ban hành Bộ Tiêu chuẩn An toàn cơ bản nhằm giúp cán bộ nhân viên tiếp cận với những kiến thức cần thiết nhất để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với công việc hàng ngày tại tất cả các dự án. Cũng trong tháng 3, ban hệ thống tổ chức 9 khóa đào tạo liên quan đến Construction Manual và trực tiếp giảng dạy là chuyên gia Brian Davy,
Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành xây dựng, ông đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm về công cụ thực tiễn thi công nhằm nâng cao hiệu quả và quản lý đối với các dự án cũng như kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động của công ty. Cả nhà thân mến, thông tin về khóa học bổ ích trên cũng là thông tin cuối cùng của bản tin Central kỳ số 28 này. Kính chúc đại gia đình Central chúng ta luôn vững bước và có thật nhiều năng lượng để thực hiện tốt công việc của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào số phát sóng tiếp theo nhé!